Chào mừng các bạn đã quay trở lại với tin bóng đá Việt Nam. Ngày hôm nay hãy cùng Ngọc Ánh tìm hiểu những tin tức bóng đá thú vị nhất nhé. Có thể nói, chưa có đợt tập trung nào mà đội tuyển Việt Nam phải đón nhận nhiều tổn thất về lực lượng như ở thời điểm hiện tại. Thậm chí đã có thời điểm trong tay huấn luyện viên Park Hang-seo chỉ còn 22 cầu thủ, không đủ danh sách đăng ký thi đấu trước trận gặp Oman ở vòng loại World Cup 2022. Vấn đề chấn thương, COVID-19 và phong độ đang là nguồn cơn khiến chiến lược gia người Hàn Quốc không có được trong tay một đội hình ưng ý trong đợt tập trung đội tuyển Việt Nam lần này. Nhưng đợt bổ sung cầu thủ lên lại tuyển cũng như chia tay các trụ cột làm ảnh hưởng tới kế hoạch chiến lược của huấn luyện viên Park Hang-seo. Khó khăn đang bổ vây tuyển Việt Nam khi hàng loạt cầu thủ dính chấn thương và mắc COVID-19, phần lớn trong đó là trụ cột đội tuyển. Nhóm cầu thủ chấn thương có Văn Lâm, Tiến Dũng, Văn Đức, Duy Mạnh, còn nhóm mắc COVID-19 có Hoàng Đức, Đức Huy, Xuân Trường, Ngọc Quang, Hồng Duy, Hải Huy và Tuấn Mạnh. Lực lượng tuyển Việt Nam vốn không dồi dào, nay bị bó hẹp xuống 22 cái tên, đã bao gồm một số cầu thủ huấn luyện viên Park Hang-seo phải đơn lên từ đội U23. Tuyển Việt Nam đã thua 7 trong số 8 trận ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022, dù có lực lượng mạnh nhất. Còn bây giờ, đội hình tối ưu là điều xa xỉ với nhà cầm quân người Hàn Quốc. Trong cuộc họp báo ngày hôm qua, huấn luyện viên Park Hang-seo đã chia sẻ. Huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết có đến 8 cầu thủ đội tuyển Việt Nam bị nhiễm COVID-19 và đang phải cách ly tại khách sạn vì vậy thời gian qua ông đã phải đôn các cầu thủ của đội tuyển U23 Việt Nam lên đội tuyển quốc gia. Ông nói, so với trận lượt đi, lúc này đội tuyển Việt Nam đang gặp rất nhiều khó khăn về lực lượng, tình hình không tốt. Tôi cũng muốn tập trung đội tuyển sớm từ 10 đến 12 ngày để chuẩn bị cho trận đấu với Oman, nhưng cũng vì Covid-19 nên một số đội bóng phải đá bù V-League khiến cầu thủ lên tập trung muộn. Điều này gây nhiều khó khăn cho kế hoạch chuẩn bị cũng như tập luyện của đội tuyển Việt Nam. Là huấn luyện viên, dù đó là trận đấu nào cũng luôn căng thẳng, lo lắng ngày mai chúng tôi đá trên sân nhà cổ động viên mong đội thắng tôi không biết kết quả ngày mai ra sao nhưng tinh thần của đội tuyển việt nam là thi đấu nỗ lực tập trung hết sức để cố gắng giành được kết quả tốt nhất dù chúng tôi bị tổn thất lực lượng lớn dù đã chịu thiệt hại không nhỏ về nhân sự bởi chấn thương cũng như do dịch covid nhưng về cơ bản đội tuyển việt nam vẫn không bị ảnh hưởng quá nhiều khi huấn luyện viên park hang seo vẫn đang có trong tay một lượng hùng hậu với nhiều nhân tố đang đóng vai trò trên tuyển như nguyên mạnh quế ngọc hải hùng dũng văn thanh quang hải tiến linh hay tuấn hải Mặc dù đội hình thiếu nhiều trụ cột do chấn thương cũng như nhiễm Covid-19, thế nhưng huấn luyện viên Park Hang-seo vẫn có thể tung ra được một đội hình khá chất lượng để đón tiếp Oman. Thay đổi sẽ là không nhiều, có chăng đó chỉ xảy ra ở những vị trí của trung vệ Bùi Tiến Dũng, hậu vệ cánh Nguyễn Phong Hồng Duy hay tiền vệ trung tâm Nguyễn Hoàng Đức. Với một đội hình quen thuộc, đội tuyển Việt Nam được dự đoán sẽ tiếp tục trình diễn một lối đá thường thấy để đối phó với đại diện tới từ Tây Á. Ở phần sân bên kia, đội tuyển Oman dù cũng đã hết hy vọng tranh chấp vé đi tiếp Song huấn luyện viên Branko Ivankovic vẫn không giấu ý đồ giành điểm ở trận đấu với tuyển Việt Nam. Điều này đã được nhà cầm quân này tiết lộ trong buổi họp báo trước trận gặp Việt Nam. Vị này cho biết: "Chúng tôi luôn có áp lực phải đá tốt và thắng mọi đối thủ. Oman có sự tự tin và áp lực phải thắng. Không có trận đấu nào là dễ dàng. Dù Việt Nam và Oman đã hết cơ hội đi tiếp, nhưng chúng tôi sẽ thi đấu vì người hâm mộ, vì đất nước Oman. Không có áp lực đi tiếp, nhưng chúng tôi có áp lực trên bảng xếp hạng FIFA. Còn lối chơi của đội thì vẫn vậy thôi, không có gì thay đổi." Trong chuyến sang Hà Nội lần này, huấn luyện viên Branko Ivankovic đã gây bất ngờ khi quyết định tiếp tục mang theo đội hình tốt nhất thay vì tạo điều kiện ra sân cho các cầu thủ trẻ Oman như thông tin mà nhiều tờ báo Tây Á đăng tải trước đó. Đội tuyển Việt Nam đã có một trận đấu đầy nỗ lực trước đội tuyển Oman trong lượt trận vòng loại thứ ba World Cup 2022 khu vực châu Á. Dù kết quả cuối cùng chúng ta thua với khá nhiều sai sót mắc phải, nhưng dẫu sao những thay đổi trong trận này đã tạo nên sự mạnh mẽ, tích cực hơn trong lối chơi của thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo. Oman đã tấn công nhiều nhưng không đủ độ quái, thiếu hẳn sự sắc bén như kiểu của UAE hay Ả Rập Xê Út là những đội Tây Á khác mà chúng ta từng gặp. Các cầu thủ Oman kỹ năng chơi bóng không có vượt trội so với tuyển Việt Nam, chủ yếu tấn công biên và sử dụng bóng bổng nên đã liên tục gây sức ép, tận dụng những tình huống phạt góc lẫn ném biên để đưa bóng vào sát cầu môn Việt Nam, gây rối loạn cho thế phòng ngự của Việt Nam. Nếu tuyển Việt Nam tỉnh táo thì chắc chắn sẽ có cách hóa giải. Tuy rất tiếc về những bàn thua trước Oman nhưng cũng phải công bằng ngợi khen lối chơi phòng ngự phản công của tuyển Việt Nam trong trận này. Đây là trận mà tuyến giữa Việt Nam khi có bóng chuyển trạng thái nhanh để tạo được thế trận cân bằng trong nhiều thời điểm, Oman vẫn trung thành theo cách chơi gây rối đó, tận dụng sự mất tập trung bóng bổng sát cầu môn của hàng thủ Việt Nam. Vũ khí lợi hại nhất của Oman chính là họ dùng số đông với chiều cao vượt trội áp sát khung thành của Việt Nam. Với lợi thế về thể hình giúp các cầu thủ Oman có một thế trận tốt hơn. Dẫu vậy, kết quả này cũng phản ánh đúng tương quan giữa hai đội, khi tuyển Việt Nam đã thực sự thua vì bóng bổng, thua vì rất nhiều những sai sót trong phòng ngự trước đối thủ đã nghiên cứu quá rõ về mình và triệt để khai thác điểm yếu của hệ thống phòng ngự của tuyển Việt Nam. Đó sẽ là kinh nghiệm quý giá để những trận còn lại, thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo sẽ rút ra bài học cho mình, tránh lặp lại những sai lầm không đáng có để nhìn về tương lai một cách tự tin, gắn kết và vững vàng hơn. Các cầu thủ Oman rất kỹ thuật, khéo khỏe, nhanh mạnh và tấn công đa dạng khiến chúng ta nhập cuộc không thể sự tốt. Nhưng tuyển Việt Nam với các nhân tố mới đã dần lấy lại nhịp điệu và có một vài thời điểm đã lại thế trận theo ý mình mong muốn. Ít nhất ở mặt trận phòng ngự, chúng ta lùi về nửa sân và bao quát tương đối tốt khu vực trung lộ, Tuy nhiên, đối thủ vẫn đẳng cấp hơn chúng ta khi biết chuyển đổi trạng thái bị động sang chủ động, mà bằng chứng là sau bàn thua, đội Oman vẫn đủ sự nhanh nhẹn, tốc độ mà không kém phần tinh tế để lật ngược thế cờ. Với lối chơi kiên cường và cố gắng đã giúp Việt Nam có được thiện cảm trong mắt của người hâm mộ châu Á, bằng chứng là rất nhiều người đã khen ngợi và động viên đội tuyển Việt Nam tiếp tục chiến đấu. Cổ động viên Charon Sata đến từ Campuchia viết: "Việt Nam đã chơi rất tốt nhưng không thật sự may mắn, hãy tiếp tục chiến đấu cho trận tiếp theo Việt Nam, chúng tôi luôn bên cạnh bạn." Người hâm mộ Nana Rieski bình luận, làm rất tốt Việt Nam, bạn đã chơi ấn tượng, chống lại một trong những đội mạnh như Oman. Nếu đổi lại các đội bóng Đông Nam Á khác thì có lẽ thua đã rất đậm. Hãy tiếp tục giữ vững sự mạnh mẽ như thế này. Tài khoản Abu Bakr Abuti viết, Việt Nam hiện tại đang tiến rất gần với các đội bóng mạnh ở châu Á. Hãy giữ vững tinh thần chiến đấu như thế này. Cổ động viên Galung Áp đến từ Malaysia bình luận, Việt Nam vẫn là niềm tự hào của Đông Nam Á. Hãy tiếp tục chiến đấu dù không còn gì để mất. Tôi ủng hộ bạn từ Malaysia. và những thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin bóng đá việt nam ngày hôm nay xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau